Xin chào tất cả mọi người. Đừng cười. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cấu trúc mới là cấu trúc Itu. Itu được dùng để diễn tả một việc trong quá khứ này không còn nữa. Cấu trúc bắt đầu bằng gì? Cấu trúc bắt đầu bằng chủ ngữ cộng với yêu cầu và cộng với động từ vĩnh nguyên. Ví dụ như Peter is to study at a good. Và a plus là có nghĩa là bạn Peter đã từng học ở đây. Nhưng bây giờ bạn có học ở đây nữa không? Dùng để diễn tả cái gì? Có diễn tả những việc không xảy ra ở trong quá khứ. Ví dụ như là như bây giờ xảy ra rồi. Là cấu tạo và chủ ngữ cộng với đức hình ưu tu cộng với cả ngôn ngữ nguyên. Ví dụ như câu the electricity available in the park, có nghĩa là thế giới đã từng không có điện nhưng bây giờ có rồi. Thế là tất cả bài học của chúng ta. Xin chào các bạn.